Chào các bạn, hôm nay Hiền tiếp tục chia sẻ với các bạn về thông tư 119/2014, thông tư do Bộ Tài chính ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014 và hiệu lực ngày 1 tháng 9 năm 2014. Ở phần đầu, Hiền đã giới thiệu với các bạn những điểm mới của thông tư 119 so với lại thông tư 156/2013 ngày 6 tháng 11 năm 2013, thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế cũng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định 83/2013 ngày 22 tháng 7 năm 2013 của chính phủ. Và hôm nay Hiền tiếp tục chia sẻ với các bạn những điểm mới của thông tư 119 so với lại thông tư số 111/2013, thông tư do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2013, hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân cũng như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013 quy định một chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân. Ở đây Hiền chỉ xin được phép chia sẻ với các bạn sơ lược về các điểm sửa đổi bổ sung, còn các điểm mà chi tiết thì các bạn có thể tham khảo trong tài liệu. Điểm sửa đổi bổ sung thứ nhất là sửa đổi bổ sung các khổ 1, 2, 3, 4 của điều 1 thông tư 111. Điều 1 là người nộp thuế. Đối với người nộp thuế thì ở thông tư 119 bổ sung như sau: đối với cá nhân là công dân của quốc gia vùng lãnh thổ đã ký kết hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập là cá nhân cư trú tại Việt Nam, thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam, được tính đủ theo tháng, không phải thực hiện các thủ tục xác nhận sự lãnh sự để được thực hiện không thu thuế trùng hai lần theo hiệp định đánh thuế hai lần giữa hai quốc gia. Điểm sửa đổi tiếp theo là điểm sửa đổi bổ sung của thông tư số 219/2013 ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn về luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013 ngày 18 tháng 12 năm 2013 chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Thông tư 119 bổ sung điểm R khoản 7 điều 5 của thông tư 219 như sau: cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Khi cơ sở kinh doanh bán hàng hóa bị trả lại này trong nội địa thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định. Điều bổ sung này có nghĩa là quy định cũ thì cơ sở kinh doanh vẫn phải kê khai nộp thuế ở khâu nhập khẩu đối với lại trường hợp mà hàng nhập khẩu đã xuất khẩu nhưng bị phía nước ngoài trả lại. Sau đó thì cái thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu này được kê khai khấu trừ trong khai báo thuế. Tuy nhiên qua thông tư 119 thì có điều chỉnh lại cái điểm R này là cơ sở kinh doanh không phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị nước ngoài trả lại. Khi cơ sở
kinh doanh bán cái hàng hóa trả lại này trong nội địa thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định. Một điểm sửa đổi bổ sung thông tư 219 nữa là sửa đổi bổ sung khoảng 4 điều 7. Khoảng 4 điều 7 là nói về giá tính thuế đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ. Thì đối với trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định hay là còn gọi là tài sản cố định tự làm để phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai khấu trừ theo quy định. Còn trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới dạng hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh cũng không phải lập hóa đơn tính nộp thuế giá trị gia tăng. Cái đoạn này là sửa đổi hoàn toàn cái đoạn trong thông tư 219 cũ. Ở thông tư 219 thì các trường hợp này và một điểm sửa đổi bổ sung ở thông tư 219 nữa là sửa đổi bổ sung khoảng 3-4 điều 12. Khoảng 3 thì nói về cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Sửa đổi bổ sung như sau: doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. Đối với doanh nghiệp hợp tác xã hướng dẫn tại điểm A khoản này thì phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề, năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm B, C khoản này. Điểm B, C là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư hoặc là doanh nghiệp mới thành lập mới, doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư mua sắm góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc hợp đồng thuê có địa điểm kinh doanh. Ở đây bỏ hoàn toàn cái điểm C của thông tư 219 là doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập
không bao gồm ô tô chở người 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải du lịch khách sạn, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. Điểm mới của thông tư 119 là cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm B, C khoản này phải gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi gửi thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tới cơ quan thuế trực tiếp, cơ sở kinh doanh không phải gửi các hồ sơ tài liệu chứng minh như dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt, hóa đơn mua sắm, hồ sơ nhận góp vốn, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, cơ sở kinh doanh lưu giữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu. Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 chưa đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm B, C khoảng 3, điều 12 của thông tư số 219/2013 ngày 31 tháng 12 2013 của Bộ Tài chính. Nếu đáp ứng được các điều kiện hướng dẫn tại điểm B, C khoảng này thì được áp dụng theo hướng dẫn tại điểm B, C khoảng 3, điều 12 của thông tư 119. Một điểm mới là ở các trường hợp khác, trường hợp đối với doanh nghiệp đang nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh, bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp. Nếu chi nhánh thuộc trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng pháp khấu trừ thuế. Nếu doanh nghiệp hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm A khoảng 3 điều này. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp hợp tác xã ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục. Ví dụ như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp các kỳ tính thuế giá trị gia tăng trong năm 2014 đến hết kỳ tính thuế tháng 11 năm 2014. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X xác định doanh thu như sau: lấy chỉ tiêu doanh thu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8, sau đó nhân với 12 tháng. Trường hợp doanh thu ước tính xác định từ 1 tỷ đồng trở lên thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X chuyển sang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 và cho 2 năm 2015-2016. Trường hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật kế toán, hóa đơn, chứng từ thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại khoản 3 điều này. Nếu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ X tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ trong 2 năm 2015-2016. Một điểm sửa đổi nữa là sửa đổi khoản 1 điều 13 của thông tư 219. Khoản 1. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp
tính trực tiếp trên thuế, trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua bán chế tác vàng bạc đá quý. Khoản 1 ở thông tư 219 là số thuế giá trị gia tăng phải nộp thực hiện phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua bán chế tác vàng bạc đá quý. Thì thông tư 119 bỏ đi cái thuế giá trị gia tăng, thuế suất giá trị gia tăng là 10%, không có ấn định một cái mức cụ thể nữa. Và bổ sung ở thông tư 219 một cái ví dụ là ví dụ số 58A tại khoản 4 điều 14 thông tư 219. Ví dụ là doanh nghiệp A đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy để sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng, bao gồm cả thuê gia công nuôi trồng mà doanh nghiệp A đầu tư toàn bộ giống ao hồ, hàng rào, hệ thống tưới tiêu, tàu thuyền và nguyên vật liệu đầu vào khác như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, dịch vụ thú y, v.v. đến khâu chế biến phi lê, cá tra đông lạnh để xuất khẩu và bán trong nước. Trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp A đã mua thêm cá tra của các doanh nghiệp khác hoặc của các hộ nông dân. Cá tra mua ngoài trước khi đưa vào nhà máy đều được tập trung nuôi tại ao hồ của doanh nghiệp A cùng cá tra do doanh nghiệp A tự nuôi. Cá tra do doanh nghiệp A tự nuôi và cá tra mua ngoài được đưa vào nhà máy chế biến thành sản phẩm cá tra phi lê. Qua công đoạn và theo quy trình, cá nguyên liệu làm sạch, cắt đầu lọc da, bỏ nội tạng, cắt phi lê, ướp muối, đông lạnh xuất bán. Doanh nghiệp A được thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng như sau. Doanh nghiệp A được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định và của hàng hóa, dịch vụ mua vào không hình thành tài sản cố định tại nhà máy phục vụ khâu sơ chế cá tra phi lê theo quy định nêu trên. Cá tra phi lê có nguồn gốc do doanh nghiệp A tự nuôi để xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%. Và doanh nghiệp được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào có liên quan đến hoạt động xuất khẩu cá tra phi lê. Trường hợp doanh nghiệp nuôi cá tra, sau đó chế biến thành cá tra phi lê vừa để xuất khẩu, vừa để bán trong nước, thì thuế giá trị gia tăng đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu là doanh thu xuất khẩu và doanh thu bán trong nước. Một điểm sửa đổi bổ sung thông tư số 219 nữa là điều 15. Sửa đổi khẩu thứ nhất điểm C khoản 3 điều 15 như sau. Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 20 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. So với thông tư 219 thì bỏ đi một cụm từ là đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bản kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào. Có nghĩa là ở thông tư 119 thì
không cần phải ghi cái thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào nữa. Sửa đổi bổ sung khổ đầu của khoản 3 điều 15 như sau. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán. Tài khoản bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bổ sung là bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế về tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng hoặc để thanh toán cho nhà cung cấp. Mở tại các tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của luật hiện hành. Đó là điểm mới. Điểm mới là bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế về tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp. Sửa đổi bổ sung có điểm C khoản 4 điều 15 của thông tư 219. Đó là đối với các trường hợp hàng hóa dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng, bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định, thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc một thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Bỏ cụm từ là khi kê khai hóa đơn giá trị thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh ghi rõ phương thức thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào. Chúng ta không cần phải kê khai hóa đơn thuế giá trị gia tăng đầu vào không cần phải ghi rõ cái phương thức thanh toán vào cái bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào nữa. Và sửa đổi khoản 4 điều 16 của thông tư 219, đó là hóa đơn thương mại. Hóa đơn thương mại là hóa đơn cái ngày để xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế, là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Chúng ta lưu ý cái điều này, hóa đơn thương mại ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là cái ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Và một điểm sửa đổi nữa là sửa đổi cái mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Thì ở cái mẫu này giống như ở phần 1 hiện đã giới thiệu chia sẻ với các bạn, là cái mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chúng ta sẽ không cần phải ghi khoản mục hay là tiểu mục, mà chúng ta chỉ cần ghi rõ là cái thuế đó là thuế của thuế loại thuế gì, kỳ nào. Còn cái vấn đề mà khoản mục tiểu mục là do ngân kho bạc nhà nước hoặc là nơi ủy quyền thu thuế họ sẽ tự ghi. Tiếp theo đó là sửa đổi bổ sung với thông tư 39/2014 ngày 31 tháng 3 2014, hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010 và nghị định số 04/2014 ngày 17 tháng 1 2014 quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ. Điểm sửa đổi bổ sung đầu tiên của thông tư 39 đó là khoản 2 điều 3.
khoảng 2, điều 3, khoảng 2 là nói lên các loại hóa đơn. Ở thông tư 39 thì liệt kê các loại hóa đơn như sau. Ở điểm A là hóa đơn giá trị gia tăng. Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong hoạt động sau: hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa, hoạt động vận tải quốc tế, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu. Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Và ở thông tư 119 thì bỏ đi cái gạch đầu dòng xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Có nghĩa là hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau: là mua, hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa, hoạt động vận tải quốc tế, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp khác được coi như xuất khẩu. Còn trường hợp xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài thì không sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng nữa. Và đối với hóa đơn bán hàng cũng vậy. Hóa đơn bán hàng theo thông tư 39 được dùng cho các đối tượng sau đây, như là tổ chức cá nhân khai tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa dịch vụ nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ giữa tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau. Xuất khẩu hàng hóa cung ứng dịch vụ ra nước ngoài. Bỏ đi những cái mà xuất khẩu hàng hóa cung ứng dịch vụ ra nước ngoài thì qua thông tư 119 bỏ đi những cái cụm từ đó. Chúng ta sẽ làm rõ hơn ở ví dụ như là doanh nghiệp A là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, vừa có hoạt động bán hàng trong nước, vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Đó là điểm mới. Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, vừa có hoạt động bán hàng trong nước, vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan. Và khi đó, một điểm quan trọng nữa là khi tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ giữa tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn phải ghi rõ là dành cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Cái mẫu số 5.3 phụ lục 5 ban hành theo thông tư này. Đó, ví dụ như doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài, nghĩa là bán ngoài lãnh thổ Việt Nam, thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán hàng vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ là dành cho tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan. Còn khi bán hàng hóa ra nước ngoài, ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp C không cần phải lập hóa đơn bán hàng. Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp
khi bán hàng hóa dịch vụ trong nước cho khu phi thuế quan. Doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng. Khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D không cần lập hóa đơn bán hàng. Một điểm sửa đổi bổ sung nữa là sửa đổi bổ sung điều 4 của thông tư 39. Sửa đổi điểm R khoản 1 điều 4 thông tư 39. Đó là tên hàng hóa dịch vụ đơn vị tính số lượng, đơn giá hàng hóa dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Bổ sung cái đoạn là trường hợp tổ chức kinh doanh có sử dụng phần mềm kế toán theo hệ thống phần mềm của công ty mẹ là tập đoàn đa quốc gia thì chỉ tiêu đơn vị tính được sử dụng bằng tiếng Anh theo hệ thống phần mềm của tập đoàn. Sửa đổi điểm A khoản 3 điều 4 thông tư 39 như sau. Thêm vào tổ chức kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau như hóa đơn điện, hóa đơn nước, hóa đơn dịch vụ viễn thông, hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn của thông tư này. Bổ sung cái trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu chức đơn vị tính. Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có chỉ tiêu đơn vị tính, đó là điểm mới. Một cái điểm nữa đó là sửa đổi bổ sung điều 16 của thông tư 39. Thì sửa đổi bổ sung hướng dẫn tại điểm B, C khoản 1 điều 16. Ở thông tư 39 điểm B có một đoạn là người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, hàng hóa dịch vụ dùng để cho biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa. Thì ở thông tư 119 bỏ đi cái phần xuất hàng hóa dưới dạng hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa. Ngoài ra thì ở điểm C bổ sung đối với hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên, nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. Bổ sung một đoạn là đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập, chi tiết mỗi số hóa đơn được giao khách hàng được thể hiện trên một dòng của bảng kê với đầy đủ các tiêu thức đã được đăng ký tại hóa đơn mẫu gửi cùng thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Bảng kê được lập hàng tháng, được in ra giấy để lưu trữ, bảo quản hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử, ví dụ như bút nhớ, đĩa flash, USB, đĩa CD và DVD, đĩa cứng gắn ngoài, đĩa cứng gắn trong. Việc bảo quản lưu trữ bảng kê thực hiện theo quy định hiện hành về bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán. Nếu lưu trữ bằng giấy thì bảng kê phải có đầy đủ tên, chữ ký người lập bảng kê, tên, chữ ký thủ trưởng đơn vị, dấu đơn vị. Nếu lưu trữ bằng phương tiện điện tử thì bảng kê phải có chữ ký điện tử của đơn vị và nội dung bảng kê phải đảm bảo có thể truy cập, kích xuất và in ra giấy khi cần tham chiếu. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ thông tin trên bảng kê hóa đơn đã lập trong ngày, trong tháng và đảm bảo lưu trữ để cung cấp cho cơ quan thuế
và các cơ quan chức năng khác khi có yêu cầu. Bãi bỏ hẳn cái khổ thứ 7 điểm A khoảng 2 của điều 16 thông tư 39 là cái đoạn mà ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cho người xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Thì cái đoạn này bỏ đi. Tại vì khi mà xuất hóa đơn, khi mà xuất khẩu ra nước ngoài, chúng ta không còn lập hóa đơn nữa. Chúng ta căn cứ vào tờ khai để kê khai. Nên cái ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu thì cái đoạn này bỏ hẳn đi. Mà thay vào đó làm cái phần trên mà chúng ta đã nói qua ở phía trên, đó là cái hóa đơn thương, đó là cái giao dịch thương mại. Đây, hóa đơn thương mại là ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Tức là chúng ta sẽ căn cứ vào cái ngày ghi trên tờ khai hải quan để chúng ta xác định cái ngày xác định cái doanh thu xuất khẩu để tính thuế. Tiếp theo là sửa đổi khổ thứ 2, điều 27 của thông tư 39 trên 2014. Do các doanh nghiệp mới thành lập thì không còn quy định cụ thể trong cái phần mà đăng ký tự nguyện hay không tự nguyện về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng nữa. Cho nên cái đoạn này sẽ sửa đổi cái đoạn mà theo như thông tư 39 á, thì riêng các doanh nghiệp mới thành lập nè, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in nè, đặt in nè, có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại điều 11 thì thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Thì ở thông tư 119 bỏ các doanh nghiệp mới thành lập ra, tức nghĩa là chỉ còn các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thì mới thực hiện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng. Sửa đổi bổ sung một cái điều tiếp theo, đó là sửa đổi bổ sung của cái thông tư 78. Cái thông tư 78 là cái thông tư mà hướng dẫn cái nghị định 218 về cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Đầu tiên là sửa đổi bổ sung điểm B khoảng 3 điều 5 của thông tư 78. Cái điểm B của thông tư 78 nói gì? Điểm B thông tư 78 là đó. Đối với hàng hóa dịch vụ dùng để trao đổi tiêu dùng nội bộ, không bao gồm hàng hóa dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được xác định theo giá bán của sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi tiêu dùng nội bộ, thì ở thông tư 119 bỏ đi cái phần tiêu dùng nội bộ. Có nghĩa là cái phần tiêu dùng nội bộ không tính vào nữa, mà chỉ còn lại là cái hàng hóa dùng để trao đổi thì mới được xác định theo giá bán của sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên
thị trường tại thời điểm trao đổi, không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ như doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ô tô và lắp ráp ô tô. Doanh nghiệp dùng sản phẩm lớp ô tô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hoặc dùng lớp ô tô để tiếp tục lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh, thì trong trường hợp này, sản phẩm lớp ô tô của doanh nghiệp không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghĩa là trong trường hợp này, đây là tiêu dùng nội bộ, mà tiêu dùng nội bộ thì không phải quy đổi để tính vào doanh thu, để tính thuế thu nhập doanh nghiệp nữa. Ví dụ như doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm, doanh nghiệp B có xuất một số máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ nhân viên để dùng làm việc tại doanh nghiệp, thì các sản phẩm máy tính này cũng không phải quy đổi để tính doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Nghĩa là các sản phẩm máy vi tính này đã được gọi là tiêu dùng nội bộ. Và sửa đổi bổ sung một cái khoản điều khoản 1 điều 6 thông tư 78. Khoản 1 là các khoản. Khoản 1 nói gì? Khoản 1 là trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau. Điều kiện là: A là chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều kiện B là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Điểm C là khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Giá này là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về giá trị gia tăng. Đó là những quy định cũ. Bổ sung một cái khoản đó là: trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập chịu thuế. Có nghĩa là chỉ có những trường hợp mà mua hàng hóa dịch vụ liên quan đến sản xuất hoạt động kinh doanh và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền mà hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Còn trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến sản xuất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt, thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trên 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Còn dưới 20 triệu thì căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ. Hai cái đó là hai trường hợp bổ sung của cái khoản 1 điều 6 của thông tư 78. Tiếp theo là sửa đổi bổ sung điểm D khoản 1 điều 19 thông tư 78. Đó là thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất năng các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản là đáp ứng trong hai tiêu chí sau.
dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 6.000 tỷ đồng. Bỏ đi so với thông tư 78 là cụm từ đăng ký lần đầu. Ở thông tư 78 là dự án có quy mô vốn đăng ký đầu vốn đầu tư đăng ký lần đầu tối thiểu 6.000 tỷ đồng. Thì ở thông tư 119 không còn cái cụm từ đăng ký lần đầu nữa, mà chỉ cần đáp ứng một trong hai tiêu chí là dự án quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu đạt tối thiểu 10.000 tỷ đồng trên một năm, và chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu, và chậm nhất là năm thứ tư kể từ năm có doanh thu. Doanh nghiệp phải đạt tổng doanh thu tối thiểu là 10.000 tỷ đồng. Và điều kiện thứ hai là dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động, chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu, nghĩa là chậm nhất là năm thứ tư kể từ năm có doanh thu, doanh nghiệp phải đạt điều kiện sử dụng số lao động thường xuyên bình quân là trên 3.000 lao động. Và cái điều kiện này cũng bỏ đi cái cụm từ đăng ký lần đầu trong cái dự án quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 6.000 tỷ đồng. Và cái thông tư 119 này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2014. Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục biểu mẫu theo các thông tư quy định tại khoản 2 điều này mà doanh nghiệp cần có thời gian chuẩn bị, thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục biểu mẫu quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2014 mà không cần thông báo đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục thuế có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này. Bãi bỏ các hướng dẫn biểu mẫu tại các thông tư số 156, thông tư 111, thông tư 219, thông tư số 8, thông tư số 85, thông tư 39 và thông tư 78 đã được sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ tại thông tư này. Như vậy là Hiền đã chia sẻ với các bạn về các điểm mới của thông tư 119 so với thông tư 156, thông tư 111, thông tư 219, thông tư 08, thông tư số 85, thông tư 39 và thông tư 78. Các bạn lưu ý cái vấn đề chia sẻ này thì chỉ là khuyến nghị chia sẻ một số thông tin cơ bản để cùng hỗ trợ các bạn trong công tác quản lý thuế, không có ý nghĩa ràng buộc về mặt pháp lý giữa tôi và các đơn vị các bạn. Thì để trao đổi về kiến thức liên quan đến luật thuế, kế toán hoặc là luật kinh doanh, các bạn có thể truy cập vào trang web nghiệp vụ kế toán.vn hoặc vào Facebook fanpage, đó là nghiệp vụ kế toán.vn, hoặc số điện thoại của Hiền là 0909 164 167. Địa chỉ email là hiền@nghiepvukietoan.vn.
các bạn có nhu cầu về kế toán thực hành thuế bảo hiểm lao động tiền lương thì hoặc là cái hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, luật kinh doanh, hay thành lập, thay đổi, tạm ngưng giải thể doanh nghiệp, hoặc thiết kế in ấn hóa đơn, niêm cạc, thiết kế website, dịch vụ domain hosting và đặc biệt là cung cấp chữ ký số thì các bạn vui lòng liên hệ với Hiền. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Các bạn có thể đóng góp, chia sẻ để bài viết của Hiền được ngày càng hoàn thiện hơn.